đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu. Thưa quý vị, chương trình này là chương trình kỳ thứ 184 do Nam Anh và ông Trần Quang Duật cùng phụ trách. Dạ, Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Duật và cũng như thường lệ thì hôm nay trước khi mời ông vào vị trí host seat thì ông có điều gì cần thông báo đến quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio không ạ? À? Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Văn Duy Ấn, quý chiến hữu và quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Thưa Nam Anh và thưa quý vị, trong lúc thảo luận với Nam Anh về vấn đề tượng đài thì hiện tại tại Westminster có rất nhiều tin tức mà tất cả những tin tức đó đều có tính cách bất lợi cho những người Việt tị nạn cộng sản tại Westminster. Chúng tôi nghe tin rằng Westminster sẽ thành lập một ủy ban cứu xếp gồm có 7 người. Cái tin này sẽ là như là sát dao đâm sau lưng những người Việt Nam tị nạn cộng sản và đâm sau lưng những người hiện đang sống tại cái mà chúng ta gọi là thủ đô tị nạn của người Việt quốc gia. Thì trước những tin như vậy thì chúng tôi rất là đau xót. Tuy vậy, nói mặt này thì có mặt kia. Khi cái tin này được xảy ra thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không còn một cái tượng đài nào sẽ được xây dựng tại Nam California cũng như là tại khu vực đó. Đấy, cũng có một tin đồn nữa là sau khi cái tượng đài tái chiếm của thành Quảng Trị không được xây dựng thì tất cả các cái tượng đài đó sẽ bị dập sập luôn. Thì đây có lẽ là một tin mừng cho bú xanh Lê Quang Liễn, Tổng hội trưởng Tổng hội Thủ quốc Chiến. Và như tôi đã gửi trên diễn đàn, nếu cái việc xây dựng tượng đài tái chiếm của thành Quảng Trị thành công hay thất bại thì cũng là một vết ô nhục cho binh chủng Thủy quân lục chiến, vì ông Lê Quang Liễn chỉ vì một chút tư thù cá nhân mà đã làm hư đại sự. Và cũng trong chương trình này thì chúng tôi có mời, theo sự ủy nhiệm của em cơ Nam Anh, chúng tôi có mời Vũ Xanh Văn Tấn Thạch. Ông là một người lính tác chiến và chúng tôi là dân tác chiến, thì có nghĩa là ám số chuyên nghiệp là bóp cò, nói thẳng nói thật và không sợ bất cứ cái gì đè trên đầu mình. Tại vì những người lính bóp cò thì cái chết không sợ, thì có sợ gì. Thì do đó trong chương trình hôm nay chúng tôi mời người lính thuộc ám số chuyên nghiệp là bóp cò, cũng là người hùng trong cái trận tái chiếm của thành Quảng Trị 81 ngày quần thảo với lại các sư đoàn lừng danh của Việt Cộng và quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã lấy lại được thành cổ Đinh Công Trái. Và tôi xin phép để nhờ ngoại chương trình này Nam Anh và Vũ Xanh Thạch Thảo cùng nói chuyện về những quan điểm riêng biệt của người lính tác chiến và với người anchor của chương trình Áo Trận Bạc Màu. Dạ vâng, Nam Anh xin kính chào ông Văn Tấn Thạch, có biệt danh là Thạch Thảo ạ. Dạ, xin mời ông gửi lời chào đến quý thính giả của đài Việt Washington DC Radio. Tôi xin Thạch Thảo xin kính chào tất cả quý vị nghe đài, đặc biệt là tôi chào Nam Anh cũng như số anh em trong làm việc trong đài Washington DC, và xin lời cảm ơn tất cả quý anh chị đã có dành cho tôi cái cơ hội để có tiếng nói trên cái làn sóng này. Cảm ơn. Dạ thưa với ông, cách đây không có lâu cũng trên cái làn sóng này thì Nam Anh có dịp nghe ông kể chuyện về thủy quân lục chiến và đặc biệt là nói về việc xây tượng đài tái chiếm của thành Quảng Trị vào năm 1972. Thì Nam Anh cứ gọi ông là người hùng. Bây giờ thì Nam Anh lại được biết cái việc mà xây dựng tượng đài này đã bị đình hoãn vĩnh viễn do quyết định của ba vị dân cử thuộc của Hội đồng thành phố Westminster. Vậy thì ông có ý kiến gì về vấn đề này thưa ông? Thưa Nam Anh, thưa tất cả quý vị, trước khi mà tôi có cái ý kiến về vấn đề tượng đài thiếu quân chiến này thì tôi cũng xác định với Nam Anh cùng quý vị đừng có gọi tôi là người hùng hay là người anh hùng gì cả. Thì những cái danh từ này đó thì nên dành cho những vị đàn anh của tôi hay là những vị dám liều mình để cho chết, để cho quốc gia dân tộc. Tôi thì chỉ làm cái nhiệm vụ và may mắn được thoát chết mà thôi, hay là nhờ thời cơ. Chính vì những sự can đảm của đồng đội, chứ không cá nhân tôi không có gì cả. Do vậy nếu mà muốn nói tôi cái gì đó thì xin là gọi tôi là cái người đầu tiên vào của thành Quảng Trị ngày 15 tháng 9 năm 1972, chứ đừng gọi là người hùng hay là anh hùng. Để xin cảm ơn Nam Anh. Thưa Nam Anh, suốt gần một nửa thế kỷ là tôi không nghe ai nói tới việc xây dựng tượng đài thiếu quân lục chiến tái chiếm cổ thành gì cả. Ngay cả những người lính thiếu quân lục chiến như chúng tôi cũng không ai nói tới việc xây dựng tượng đài này. Thì may thay có một số mấy ông hậu duệ đã đứng ra làm công việc này, tôi mừng lắm. Những tưởng là quý đại bàng, quý vị đàn anh của tôi ủng hộ hết mình,
nhưng tôi đã lầm vì có một số, tôi nhấn mạnh có một số thôi, một số ít thôi, thì cuộc chiến đã mở màn khơi màu cho cái công việc chống đối, để rồi một vài người, một nhóm người nhảy vào ăn có, đưa đến kết quả là anh em thủy quân lục chiến, anh em cựu quân nhân đã chia rẽ, và tượng đài thủy quân chiến đã bị đình hoãn vô thời hạn. Một vài người thì cho rằng là tượng đài đã bị giật sạch, nhưng tôi nhấn mạnh là hội đồng thành phố Winter chỉ đình hoãn cái giấy phép vô hạn định, nghĩa là không ai biết khi nào được xây dựng, có thể là 10 năm, 20 năm, có thể là sẽ không bao giờ được xây dựng. Sở dĩ tôi có nói kết quả ngoạn mục như vậy là vì có hai nguyên nhân sau đây. Nguyên nhân thứ nhất là nguyên nhân từ phía Tổng hội Thủy quân chiến, và nguyên nhân thứ hai là từ phía Hội đồng thành phố Westminster, thưa chị. Thì qua nhiều chương trình đó thì Nam Anh cũng thấy là ông có đề cập tới Tổng hội Thủy quân lục chiến và ban chấp hành của Tổng hội không có ủng hộ việc xây dựng tượng đài. Thì qua chương trình này ông có thể là phân tích thật chi tiết lý do nào mà ông Liễn, chủ tịch của Tổng hội Thủy quân lục chiến và ban chấp hành không có ủng hộ việc xây dựng tượng đài này, thưa ông? Thưa Nam Anh, sở dĩ tôi nói cái nguyên nhân từ phía thứ nhất, từ phía Thủy quân lục chiến là vì trước đây là chưa có xây dựng tượng đài, thành ra không ai nói tới chuyện chống đối hay là chuyện gì hết. Nhưng mà khi bắt đầu xây dựng tượng đài, có cái chương trình xây dựng tượng đài, thì từ phía Tổng hội Thủy quân lục chiến là ông Lê Quang Liễn đó, ông Tổng hội trưởng đó, ông chống đối mạnh liệt, chứ không có ai chống đối hết á. Lý do chống đối là vì cái vấn đề cá nhân của ông Lê Quang Liễn và ông thiếu tá Lê Quang Liễn và ông thiếu tá Trần Quang Dực. Chỉ vì cái chuyện riêng tư của hai vị này đó, thì thù hằn xích mích sau khi xưa đó, hai ông chơi xấu với nhau, ông này cặp bộ ông kia chẳng hạn, thì ông thành ra hai ông nó đã là một phen sanh tử, may ra là không có ông nào chết. Bởi vậy khi mà có ông Dực thì không có ông Liễn. Cái gì mà ông Dực làm thì là ông Liễn chống, không cần biết đúng hay là sai. Nhân cơ hội mà ông Dực có tên trong Ủy ban xây dựng tượng đài, thế là ông Liễn có cơ hội để mà chống. Ông Liễn thấy mình chống ông Dực mà đem cái tượng đài ra chôn thì người đời sẽ đánh giá là ông Liễn là kẻ tiểu nhân hay là thù giặc ngọn. Nên ông Liễn phải tìm một số lý do chính đáng khác để mà chống việc xây dựng tượng đài cho có chánh nghĩa. Những cái lý do chính đó là Ủy ban kế hoạch không tham khảo Tổng hội Thủy quân lục chiến trước. Tôi nhấn mạnh ở đây là không tham khảo trước. Thực tế là có tham khảo, nhưng tham khảo sau khi có dự án. Một số lý do khác trong đó là ông phải loại trừ ông Dực ra khỏi ủy ban thì Tổng hội mới ủng hộ, còn không thì Tổng hội chống. Mà ông Liễn chống, tức là Tổng hội chống, vì hiện tại ông Liễn là Tổng hội trưởng. Việc chính là ông Liễn đòi hỏi ủy ban muốn ông ủng hộ, muốn Tổng hội ủng hộ thì phải loại trừ ông Dực ra khỏi ủy ban. Dĩ nhiên là ủy ban họ không thể loại trừ ông Dực ra khỏi vì không có lý do chính đáng. Đây là cơ hội để ông Liễn, cơ hội để thi quân lục chiến, Tổng hội thi quân lục chiến chống. Tôi nói tới đây, tôi nghĩ đến cái câu người xưa nói là ngao sò tranh nhau thì ngư ông đắc lợi. Cái ngao sò ở đây tôi ví như là hai ông, còn cái ngư ông đắc lợi ở đây thì tôi ví như là cái nhóm người ăn có, thừa nước đục thả câu, hay là cộng sản sẽ vui mừng. Vì tôi chắc là 100% không người cộng sản nào thích chúng ta xây dựng tượng đài thủy quân lục chiến tay chiếm của thành Quảng Trị. Vì đây là cái nhục của họ và đây là cái vinh quang của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Có một vấn đề mà tôi nói rõ ra đây là ông Liễn yêu cầu ủy ban loại ông Dực thì ông Liễn mới ủng hộ. Còn phần ông Dực thì không đòi hỏi điều kiện gì cả. Có ông Liễn thì cũng được, không có ông Liễn thì ông Dực vẫn ủng hộ. Nguyện vọng của ông Liễn không được đáp ứng nên ông Liễn kiên định chống đối tới cùng, tìm phe nhóm cộng tác với mình để chống cho có kết quả.
Trong số đó có những anh hùng bạn bè của ông Liễn thà chết cũng phải chống, thà hy sinh tính mạng cũng phải chống nếu xây dựng tượng đài mà không hỏi ý kiến của các ông. Việc này nếu có thời gian thì tôi sẽ nói thêm. Nói tóm lại, ông Liễn không chống xây dựng việc xây dựng tượng đài mà chỉ chống những người có chân trong ủy ban xây dựng tượng đài. Và kết quả là tượng đài, công trình tượng đài đã đình hoãn vô thời hạn. Thưa Nam Anh. Dạ thưa với ông, Mũ Xanh Thạch Thảo, ngày xưa thì có câu cờ ngoài bài trong áp dụng câu nói này vào cái việc xây dựng tượng đài. Thì Nam Anh hy vọng rằng ông đang sinh hoạt tại Úc thì ông sẽ có cái nhìn khách quan về những sự kiện đang xảy ra ở Westminster. Thì ý kiến của ông ra sao thưa ông? Thưa Nam Anh, như nãy tôi có nói, trước đây tôi nói là có hai nguyên nhân. Thì nguyên nhân chính tôi nói rồi, bây giờ tới cái nguyên nhân thứ hai đó tôi đề cập. Trước khi mà tôi đề cập cái nguyên nhân thứ hai này á, thì tôi cũng nhấn mạnh rằng cái nguyên nhân thứ hai này có cái tầm quan trọng hết sức là lớn, và tôi coi đó là cái quyết định. Những sự chống đối lễ tế của một cá nhân hay là một hội đoàn, vài hội đoàn không có làm thay đổi được gì với cái nguyên nhân thứ hai này. Tôi cho là cái nguyên chính và tính cách quyết định tranh tử. Xây tượng đài được hay không là do cái nguyên nhân thứ hai này, tức là do ông bà nghị viên thành phố Westminster cấp giấy phép. Dù chúng ta chống, dù có 5-7 hội đoàn chống, mà ông bà của hội đồng thành phố Westminster không đồng ý thì cũng không có thể xây dựng tượng đài được. Hoặc ngược lại, dù chúng ta đồng ý, chúng ta vui vẻ xây dựng, nhưng mà năm cái vị nghị viên của hội đồng thành phố Westminster này không đồng ý thì chắc chắn cái tượng đài cũng phải bị dẹp bỏ. Kết quả cái cuộc bỏ phiếu của năm nghị viên đã chứng minh những gì tôi vừa mới nói. Tôi nhớ lại cái dự án hôm trước khi kết dự án thì năm ông bà này đã đồng ý 100%, có nghĩa là 5 người đồng ý hết và ký giấy phép để tượng đài được xây dựng vào tháng 12 năm 20, có nghĩa là cách đây hơn nửa năm. Và thủ tục động thổ, công tác tiến hành xây dựng tượng đài đã được hoàn định. Biến cố ra xảy ra để hội đồng thành phố hợp khẩn quyết định lại không đồng ý cho xây dựng tượng đài và ngưng giấy phép vô hạn thời hạn. Quyết định này cũng do năm ông bà nghị viên phê chuẩn với tỷ số là 3-2 ủng hộ. Mọi người ngạc nhiên, mà tại sao lại có chuyện nghịch đời như vậy? Xin thưa, cũng vì sự xích mích cá nhân của các ông bà này. Bà này ghét ông kia, nghị viên này ghét nghị viên nọ. Ăn không được thì ta phải đập đổ. Bà nghị viên Kim Ly Hồ giận ông Trần Thế Văn vì khi làm lễ tổng động thổ mà không mời bà tham dự, thành ra bà chống. Đó là một trong những lý do tiềm ẩn. Nhân cơ hội này, bà kết hợp với nghị viên tại đổ, nghị viên Menzo để lập nhóm có tỷ số là 2-3 và mở ra cuộc họp khẩn để ra quyết định ngừng dự án vô thời hạn. Coi như việc xây dựng tượng đài xếp qua một bên chờ ngày cứu chết, nhưng không biết khi nào. Có những người nóng lòng cho rằng là tượng đài bị giật sập, nhưng tôi thì không nghĩ vậy, vì chưa xây mà lấy gì đâu mà giật sập. Tôi kết luận là công trình này đã bị bóp chết từ trong trứng nước. Và bây giờ thì Nam Anh muốn hỏi cái cảm tưởng của ông trong cái việc này thưa ông. Cảm tưởng của Thạch Thảo trong cái vấn đề này đó, thì tôi có một cái suy nghĩ là quý vị tất cả, ngay cả nghị viên Kim Lê Hồ cũng như tất cả những vị chống đối đó, là chỉ vì họ không biết, họ không tìm hiểu, cho nên họ mới đưa ra một số chống đối. Và có nhiều cái chống đối, mà nếu mà có dịp thì tôi cũng trình bày rất nhiều chống đối. Và tôi chỉ nghĩ rằng là họ không biết mà chống đối. Thì
rất là tiếc là khi mà họ chống đối đó thì họ tìm hiểu và họ thấy rằng cái chống đối đó là cái chính đáng, lý lẽ chính đáng thì họ chống đối. Còn khi họ chưa tìm hiểu, họ chưa có tham khảo ý kiến của những người trong cuộc mà họ chống đối, họ làm rùm beng lên đó, thì tôi thấy cái việc chống đối đó nó hoàn toàn là nó không có cao đẹp, và đồng thời nó làm gây ra cái sự chia rẽ giữa những người cựu quân nhân với nhau, làm cho chia rẽ cho anh em thiếu quân lực chiến với nhau mà thôi. Đó là cái ý nghĩ của tôi, thưa chị. Dạ vâng, tại vì Nam Anh còn nghe nói rằng là có nhiều cái sự chống đối là tại vì ông Tạ Đức Trí hỏi là tại sao mà xây dựng tượng đài ở Westminster mà phải đến San Jose hay là Houston để gây quỹ. Thì nó cũng có cái nhiều cái nguồn dư luận họ thắc mắc như vậy. Thì ông nghĩ sao về những cái sự chống đối của cái việc gây quỹ ở những nơi khác ạ? Tôi thì rất là thông cảm và rất đồng vui vẻ để mà nhìn thấy những cái chống đối đó. Nhưng mà tôi chỉ hỏi một cái câu rất là đơn giản như thế này: chúng ta xây dựng tượng đài của Đức Trần Hưng Đạo hay là tượng đài của vua Quang Trung á, thì có ông Trần Hưng Đạo hay là ông vua Quang Trung đó, ông ở đâu ngoài miền Bắc à? Ông ở ngoài Quảng Nam, Quảng Ngãi, ở Bình Định gì đó, nhưng mà ở Sài Gòn người ta vẫn làm cái tượng đài. Và người ta cũng chẳng có hỏi ai hết. Ta không có hỏi ai hết mà người ta vẫn làm tượng đài, mà tôi thấy chẳng có ai chống hết. Thì quý vị, khi quý vị chống, quý vị hỏi câu đó, hỏi là tại sao mà ấy gây quỹ như vậy đó, thì quý vị tự trả lời. Đó như vậy mà thôi. Tượng đài thiếu quân chiến, đây là cũng là một cái tượng đài, nó cũng là cái kỷ niệm cái công việc trong quá khứ. Giống như tượng đài, xây tượng đài Trần Hưng Đạo, xây tượng đài Quảng Trung Nguyễn Huệ vậy thôi. Thì không có phải bắt buộc là phải xây tượng đài Westminster, thì phải là xin tiền ở Westminster, là phải hỏi ý kiến của những người ở Westminster. Thì đó, quý vị cứ tự nghĩ thôi. Thưa chị. Dạ, trước khi tiếp tục chương trình, thì Nam Anh xin mời quý vị đến với nhạc phẩm Trăng tàn trên hè phố của Phạm Thế Mỹ qua phần trình bày của Duy Khánh, thể theo lời yêu cầu của cô Teresa Cúc Nguyễn. Người trai nơi chiến tuyến, súng trên vai bước về qua đường phố. Tôi lại gặp anh giờ đây nơi quán nhỏ, tuổi 30 mang ngỡ như trẻ thơ. Nhớ gì từ ngày anh xa mái trường, nhớ gì từ ngày anh đi lên đường, lối gầy về xanh áo người thương, nắng chiều đẹp quê hương hay nhạc buồn đêm dương. Tôi lại gặp anh trời đêm nay sáng qua, ánh trăng như hé cười sau ngàn lá. Tôi lại gặp anh đường khuya vui bước nhỏ, kề nhau nghe chuyện cũ bao ngày qua. Lối gầy về nhà anh hoa vẫn nở, kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mờ. Ánh đèn vàng ngoại ô vẫn còn đó, bạn anh vẫn còn đây, sống cuộc đời hôm nay với bọn mình đêm nay. Anh sống đời trai giữa núi đồi, tôi viết bài ca xây đời mới, bờ tre quê hương tay súng anh.
rồi mai đây có về, qua cho tôi anh như chép bài thơ. Nắng đẹp của bình minh đang hé chờ, nỗi buồn vui biển lý sẽ xóa mờ. Súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó, đừng lưu luyến gì đây. Thôi bọn mình chia tay, cầu mong anh chiến thắng. Ánh trăng khuya sắp tàn trên hè phố, thôi mình chia tay rồi mai đây có về, qua cho tôi anh nhớ chép bài thơ. Nắng đẹp của bình minh đang hé chờ, nỗi buồn vui biệt ly sẽ xóa mờ. Súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó, đừng lưu luyến gì đây. Thôi bọn mình chia tay, thôi bọn mình chia tay. Đừng lưu luyến gì đây, thôi bọn mình chia tay. Xây dựng hay không là tôi chỉ nói rằng do 5 người nghị viên của hội đồng thành phố Westminster, 5 vị này, nếu 5 vị này quyết định ok chấp thuận cho tượng đài xây dựng thì tượng đài được xây dựng, và nếu 5 vị này không đồng ý cho xây dựng tượng đài thì dù có quý vị có muốn cỡ nào cũng không xây dựng được. Cộng với một cái lý do phụ nữa đó là nếu quý vị muốn mà không có người đứng ra xin giấy phép, không có người đứng ra vẽ họa đồ, không có người đứng ra xin đất thì cũng không xây được. Và ngược lại, người ta xin đất, xin giấy phép, xin họa đồ rồi xin tiền thì họ có thể xây được mặc dù quý vị chống.
Cái đó là cái vấn đề chính mà tôi muốn nói ở đây. Thưa Nam An, thì để nói qua cái vấn đề chống đối á, thì nó có nhiều một lắm, nhiều chống đối lắm, nhưng mà tôi chỉ nói qua một số chống đối. Quý vị đã chống đối một cách đại khái là những cái phần chính thôi, những cái chống đối chính thôi. Là quý vị nói rằng là cái khu đất đó, cái khu đất để xây dựng tượng đài nó quá chật hẹp, không có thể có đúng cái tầm vóc của nơi xây dựng tượng đài, cho nên quý vị chống, quý vị muốn là đi chỗ khác xây, hoặc là quý vị muốn cái miếng đất nó rộng hơn, cho nên quý vị chống. Thì tôi xin hỏi lại quý vị đó là quý vị muốn cái khu đất nào nó rộng hơn, nó to hơn, nó khang trang hơn, nó đẹp đẽ hơn. Quý vị muốn cái khu đất nào, quý vị cho cái ủy ban họ biết để họ dời cái tượng đài lại đó. Rồi quý vị muốn cái khu đất nào đó thì quý vị coi ai đó, quý vị xin đất đi, xin cao trò quyên diệu, xin giấy phép đi, thì cái ủy ban tượng đài họ sẽ dời cái chỗ đó. Cho nên á, cái vấn đề mà nói chống cái khu đất đó là nó hẹp, hay là chống cái khu đất nó không được khang trang rộng rãi á, thì quý vị chống cái chuyện tào lao. Tại vì quý vị không có khả năng làm, quý vị không ai làm hết, mà cao sò họ chấp nhận, ông ký ông xin phép, rồi cao sò chấp nhận. Thì bây giờ quý vị họ chống như vậy là quý vị chống luôn 5 cái người nghị viên đây luôn, chứ không phải là chống ông ký không, mà chống cả bà nghị viên Hồ, chống ông Tài Đỗ, chống ông Menji, chống ông gì đó luôn, chứ không phải là chống. Thì vì chính họ là những người cho cái đất đó, chính họ là cho phép khu đất đó. Bây giờ quý vị chống thì đó, thì tôi suy nghĩ, thì quý vị cứ tự suy nghĩ rằng là quý vị chống cái đó có đúng hay không. Cái điều đó tôi dành cho quý vị đã tự hỏi. Rồi quý vị chống là nói rằng ủy ban, trong ủy ban là có người về Việt Nam chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng trong những tất cả quý vị chống đó có ai về Việt Nam không? Về Việt Nam làm cái gì mới là chơi? Về Việt Nam ta chụp hình, về Việt Nam ta chơi, về Việt Nam ta gặp một vài người nhân dịp đó, gặp một vài cán bộ của Cộng sản nói chuyện chơi, thì đâu có cái gì là lạ, không có gì lạ. Tôi nghĩ là người Việt Nam ở ngoại quốc này đi về đó rất là đông, không ai về. Tôi thì chưa về, nhưng mà tôi nghĩ là tất cả bạn bè anh em tôi, những ông tướng, ông tá rồi gì về Việt Nam hết. Về Việt Nam mà được Cộng sản nó đưa xe đưa rước đón chứ không phải là về chứ không đâu đó. Nhưng mà mình chống như vậy, họ coi chống họ có phải là Cộng sản hay không thì mình chống, còn họ không phải là Cộng sản thì mình chống. Như vậy thì quý vị cứ tự nghĩ cái bản thân của mình đi, mình chống như vậy có đúng hay không. Chẳng hạn tôi đưa lại một cái ví dụ cách đây rất là nhiều năm, cộng đồng mình tôi đã bao nhiêu lần đi biểu tình để chống đồng bào gửi tiền về Việt Nam, mà tôi chống chống càng chống, tôi càng đi biểu tình chống chừng nào thì tôi thấy là đồng bào kiều bào mình ở Việt Nam, đồng bào mình ở Việt Nam càng gửi tiền về cho gia đình ở Việt Nam, và mỗi năm như vậy gửi mấy chục triệu, mấy chục tỷ gì đó. Thì như vậy thì chúng ta coi lại cái chuyện chống của chúng ta có đúng hay không. Quý vị cứ tự nghĩ thôi, chứ chúng tôi cũng không có dám phê bình. Thưa đi. Rồi, quý vị chống là vì cái lá cờ nó chập ở dưới cái hố, nó không có được gọi là nghiêm trang, không có dựng đứng lá cờ lên, lá cờ chấm đất. Lá cờ chấm đất là coi như là coi như vôi vác cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Thì quý vị cứ nghĩ lại đi, trong lúc chúng tôi đang chiến đấu, trong lúc cộng quân đang súng nổ, đang pháo kích, chúng tôi phải bò lên, phải dò dẫm lên để mà chụp được cái tấm hình đó. Đó là cái tấm hình kỷ niệm. Thì cái tấm hình đó nó không thể nào mà nó không có chấm chút xíu đất được. Tại vì nếu mà chúng tôi giơ cao lên cái là cộng quân nó dớt ngay, nó bắn ngay,
là chết hết, không còn người nào hết, thì lấy đâu mà có tấm hình. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái tấm hình đó là cái tấm hình kỷ niệm, và tấm hình đó là tấm hình lịch sử, và chúng tôi muốn cái tấm hình đó. Nhưng mà quý vị không muốn, quý vị nói là phải có cái tấm hình đẹp hơn, tấm hình cao hơn. Thì nếu quý vị muốn thì đó là quyền của quý vị. Nhưng mà nếu chúng ta để lại cái lịch sử thì chúng ta phải để lại cái tấm hình nào là cái tấm hình giá trị của lịch sử. Tôi xin thưa một chuyện nữa đó, là chúng tôi cái hình, tấm hình mà lịch sử mà ủy ban họ tính đưa lên trên cái tượng đài đó, đó là một cái hình bằng xương, bằng máu của những người thủy quân lục chiến chụp được tấm hình đó. Cho nên quý vị cũng nghĩ tới cái chuyện đó, quý vị phải tôn trọng cái tấm hình đó. Khác nữa là quý vị đòi hỏi là phải hỏi ý kiến của quý vị. Thì tôi xin hỏi là hỏi ý kiến của quý vị, nhưng mà hỏi ý kiến chỉ có 11, 12 người gì ở trong cái thành phố Westminster mà thôi. Thì tôi xin hỏi quý vị rằng xây cái tượng này đầy cho ai? Cho mấy ông Westminster, hay là cho Việt Nam, cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hay là cho của Việt Nam Cộng Hòa, hay là cho Cộng sản? Nếu mà quý vị nói rằng cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì là phải hỏi ý kiến hết tất cả những người quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, không trừ ai hết. Nhưng mà nếu mà hỏi ý kiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì bây giờ làm sao? Cả hơn 1 triệu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quân dân kháng chính, họ sống rải rác khắp nơi trên thế giới. Bây giờ nếu hỏi họ thì làm sao hỏi? Còn mấy ông chỉ đòi hỏi của mấy ông thôi, mấy ông địa phương, mấy ông đòi hỏi mấy ông thôi. Thì hỏi, tôi xin lỗi đó, hỏi mấy ông rồi mấy người khác người ta nói sao? Người ta cũng chiến đấu, cũng hy sinh, anh em người ta cũng chiến đấu, cũng hy sinh, nhưng mà ta ở trên Washington đó, ta ở Cali, ta ở Florida đó, mấy ông không hỏi, mà mấy ông chỉ hỏi mấy cái ông ở cái xóm của ông, ở cái làng của ông thôi. Thì như vậy đó, thì cái hỏi cái điều kiện của các ông đưa ra đó có chính đáng hay không? Mấy ông cứ tự hỏi đi. Tôi nói thẳng với quý vị, tôi nói thẳng với quý vị đó, cái xây dựng cái thủy quân lục chiến tái chiếm cổ thành Quảng Trị, tôi là người đầu tiên lên nè, tôi là người giống quân đầu tiên, tôi là người bước chân đầu tiên này. Tại sao không hỏi tôi? Đó, tôi thưa Nam Anh, thưa quý vị nghe là nè, quý vị cứ nghĩ đi, mình đừng có vì cái cá nhân của mình, đừng vì cái tôi của mình mà mình lại đi chống đối để mà làm ra cái sự chia rẽ, tạo ra cái sự chia rẽ trong cộng đồng, cũng như tạo ra sự chia rẽ của những anh em cựu quân nhân với nhau, mà chỉ là làm lợi cho cộng sản mà thôi. Tôi thưa với quý vị hãy nghĩ lại trước khi tôi chấm dứt cái ý kiến này đó. Thì nếu quý vị nào mà chống đối nghe lời tôi nói thì quý vị xin thông cảm tôi và xin bỏ qua những gì tôi nói, cái gì nè có đụng chạm tới quý vị. Chúng ta có ngày gặp nhau để ngồi nhau tâm sự uống cà phê, đấy là cái vấn đề tôi mong muốn quý vị. Tôi sẵn sàng cho biết cái điện thoại của tôi đây, quý vị cứ liên lạc với Nam Anh này nè, với cái đài này nè, thì quý vị sẽ biết cái điện thoại của tôi. Quý vị gọi điện thoại tới tôi, anh em mình nói chuyện. Đó là cái vấn đề. Chúng tôi xin thưa với Nam Anh cũng như thưa với tất cả quý vị chống đối nghe đài. Dạ. Xin cảm ơn Nam Anh. Dạ, xin cảm ơn ông và xin chào, chúc sức khỏe ông ạ. Đi là đi chiến thắng, đứng lên đây người Việt Nam.